Xin chào các bạn, một lần nữa đã đến với một cái mini vlog thôi nha các bạn. Chỉ là để review cái microphone. Các bạn cũng đã coi tựa đề rồi. Và review một cái đôi dài. Vậy thôi. Ok, trước nhất Nguyên sẽ review cái microphone cho các bạn. Thì hiện tại Nguyên xài cái máy thường xuyên Nguyên hay đi quay vlog cho các bạn coi. Mà rất là buồn vì cái máy quay vlog này là Sony A5100. Thì nó không có cái lỗ gắn microphone. Nguyên sẽ tìm cách sao, còn không thì từ nay á talk show á Nguyên sẽ dùng bằng cái này. Cái này cũng lâu lắm rồi, hồi xưa Nguyên mua. Nó là EOS 7D Canon, cũng mười mấy năm trước các bạn. Nó có cái lỗ gắn này không đó. Ok, thì một hồi Nguyên sẽ dùng nó để test cái microphone. Thì bây giờ á, microphone này là cái gì? Budget hiện tại của Nguyên và Khánh hiện tại chỉ có thể mua được cái microphone 25 đô la mà thôi các bạn. Xin lỗi, channel này có gì thì nói thiệt, chứ cũng không có cần thiết phải mua microphone mắc tiền. Thật sự nó mắc tiền thì nó càng tốt, nhưng mà hiện tại Chúa cho 25 đô thì tận dụng xài 25 đô, chứ không có mơ ước xa vời hơn. Chừng nào có thêm kinh phí thì mình sẽ đầu tư nhiều hơn nữa nha các bạn. Đây, microphone này mình mua trên Amazon, SGC-598 Recording Microphone. Hiệu là TAK Star là ngôi sao, Tech Star hay gì đó. Đó, thì mở ra đó các bạn, thì nó sẽ có cái này. Cái này á là giống như một cái miếng thun vậy các bạn, để cho nó gắn cái cục này nè. Để hồi mình sẽ nói cho các bạn biết. Thì nó cho cái bao cũng hoành tráng, 25 đô mà không. Bao dust bag để bỏ microphone để mình đi travel hay đi đâu đó. Rồi cái này là đồ clean, loud này nọ đồ. Này thì tiếng tạo. Còn cái này để cho nó im. Cái mà Nguyên rất là ấn tượng khi mà Nguyên coi những cái bài review của các YouTuber khác các bạn, thì Nguyên thấy cái này nó làm rất là hoành tráng nè các bạn. Nó có luôn 10 dB, rồi nó có luôn cái low cut nữa, rồi có luôn on off, xài pin pin 3 chữ A, no pin 2 chữ A. Ok, cái đó Nguyên rất là thích, là khi gắn vô rất là đẹp nè các bạn. Đó, nó luôn có cả luôn cái đồ chống gió cho mình nữa. Rồi nó đi bằng cái đường audio này. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Xin lỗi các bạn là cái bữa nay đi học về thì hàng về tới vào buổi tối. Cho nên Nguyên review liền lập tức cho các bạn. Ánh sáng trong cái phòng dài thì nó không có được tốt cho lắm, thì các bạn thông cảm ha. Đó, thì nó chỉ có dọn dẹp vậy thôi. Bây giờ thì Nguyên sẽ lắp pin vô. Rồi sau đó Nguyên sẽ để cái chữ cho màn hình là khi nào xài cái audio của cái microphone này và khi nào xài audio của built-in của cái máy, thì Nguyên sẽ cho các bạn biết để các bạn coi phân biệt khác nhau. Và cái này á, Nguyên sẽ dùng cho talk show sắp tới. Hy vọng là Nguyên sẽ set up được cái đồ sao để sao mà ba anh em nói chuyện nghe được hết. Hy vọng. Ok, rồi bây giờ Nguyên sẽ gắn nó vô. Xin chào các bạn, thì hiện tại các bạn đang lắng nghe cái tiếng của cái microphone đó. Không biết các bạn thấy sao, thì các bạn cho Nguyên cái ý kiến. Hiện tại Nguyên cũng không biết nữa, tại hiện tại là Nguyên nghe cái giọng của cái lỗ tai Nguyên mà. Thì đó, thì hy vọng rằng nó sẽ hoạt động tốt để cho talk show của chúng ta thành công hơn. Thì hiện tại Nguyên đính khoảng 1 đến 3 feet đó các bạn, từ 1 đến 3 feet đó. Thì không biết cái âm thanh nó lấy như thế nào. Thì nếu mà như 1 đến 3 feet mà hiện tại âm thanh rất là tuyệt vời á, thì Nguyên nghĩ là talk show của chúng ta sẽ rất là thành công bởi cái âm thanh tốt. Comment ở bên dưới nha. Bây giờ Nguyên sẽ lấy cái đôi dài ra review cho các bạn thật nhanh cho vui. Ok, yo, 1, 2, 3, 4. Ok các bạn, thì hiện tại Nguyên đang đứng ở vị trí 1 đến 3 feet luôn. Cũng giống hệt mới nãy. Mà mới nãy là có microphone mà Nguyên đã mới mua. Còn cái này á, là cái microphone built ở bên trong máy Canon. Thì không biết các bạn nghe như thế nào. Thì âm thanh gain của cái máy thì các bạn biết là nó quá khác biệt hoàn toàn. Comment ở bên dưới nếu các bạn thấy nó giống nhau, hoặc là nó không có cái gì thay đổi hết á, thì comment ở bên dưới luôn. Thì bây giờ Nguyên sẽ không có review dài được, là tại vì Nguyên phải có Khánh cầm
dài review của Nguyên quay thì nó mới suôn sẻ, mới đẹp hơn. Thì kỳ sau Nguyên sẽ test cái microphone một lần nữa với Khánh review dài. Thì hiện tại Nguyên sẽ đi ra ngoài đường, là tại vì nhà Nguyên mặt đường, xe nó cứ chạy nghe ồ ạt ồ ạt, thì Nguyên sẽ cho các bạn nghe được cái tiếng microphone build ở bên trong và cái tiếng với lại cái tiếng microphone, coi cái microphone nó lấy cái tiếng background như thế nào, nó có ồn hay là như thế nào không ha. Bây giờ gặp các bạn ở ngoài đường. Ok các bạn, thì hiện tại là Nguyên đang dùng cái microphone của cái camera Canon build bên trong và chuẩn bị có xe đang chạy tới. Thì Nguyên không biết nó như thế nào, thì hiện tại các bạn chắc chắn sẽ nghe tiếng ồn rất là nhiều. Hiện tại là không có xài microphone nha các bạn, không hề xài microphone một lần nữa. Thì hy vọng rằng các bạn xem thử coi các bạn là người đánh giá nó, ok? Comment ở bên dưới để cho Nguyên biết. Thì hiện tại kinh phí chỉ có nhiêu đó thôi, thì cố gắng hy vọng xài được microphone nào thì hay microphone đó. Rồi có kinh phí hơn thì talk show sẽ tốt hơn nữa, nhưng mà cái này Nguyên nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Đó, bây giờ cái tiếng xe chạy ngang các bạn nghe ha, cái giọng Nguyên nè, đó nói chuyện bình thường nè, đó xe chạy ngang nè, đó bây giờ ok. Rồi bây giờ Nguyên sẽ gắn microphone vô và gặp lại các bạn. Ok bạn, thì bây giờ cũng vẫn giữ nguyên vị trí đó, giọng Nguyên cũng vẫn nói lớn bình thường, không có gì thay đổi hết. Thì hiện tại là Nguyên đang gắn cái microphone $25 và không biết các bạn nghe như thế nào, thì Nguyên sẽ để cái đó, xe đang chuẩn bị chạy tới. Thì các bạn chuẩn bị nghe coi cái xe chạy tới và cái giọng của Nguyên nó như thế nào các bạn. Bây giờ là Nguyên đang dùng cái microphone nè, đó xe mới chạy ngang, các bạn nghe như thế nào. Hy vọng rằng nó tốt hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, mặc dù nó ngắn nhưng mà đó là những gì mà Nguyên mới có được cho cái talk show ngày hôm nay. Và cái talk show chuẩn bị sẽ lên sóng, hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ nó. Ok, và bây giờ nếu như cái microphone này thành công, Nguyên sẽ lên dự án, lên kế hoạch, rồi lên tất cả các chi tiết cho cái talk show. Rồi ba anh em sẽ ngồi xuống breakdown, ngồi xuống rồi trang trí lại cái bàn làm việc, bàn nói chuyện, talk show. Đó, xe chuẩn bị chạy ngang nữa. Rồi sau đó sẽ ngồi xuống và các bạn sẽ biết nó là talk show gì. Hiện tại Nguyên giữ bí mật hoàn toàn. Ok, gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công với đam mê. Peace.